chỉ mới xuất hiện vài ngày trên YouTube, nhưng Quê Tôi Thanh Hóa, một sản phẩm âm nhạc của các sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, đã gây được rất nhiều sự chú ý đối với cộng đồng mạng vì ý nghĩa, thông điệp vô cùng xúc động mà nhóm bạn trẻ mang tới. Dựa trên câu chuyện có thật về một nữ sinh đã tỏ ra thiếu thiện chí với cậu bạn mới quen khi biết cậu ấy đến từ Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đoạn clip như một lời chia sẻ từ những người yêu mến mảnh đất này. Họ đã giới thiệu cho người xem những hình ảnh đẹp và vô cùng thân thuộc về xứ Thanh như cầu Hàm Rồng, sông Mã, Thanh Nhà Hồ, những vùng đất mang đậm bản chất văn hóa về sự tích dưa hấu đỏ, chiếu cói Nga Sơn, nền văn hóa Đông Sơn hay về những nhân vật đã lưu truyền sử sách nơi đây. Ca từ mộc mạc, giản dị nhưng thể hiện rõ tình yêu và niềm tự hào về quê hương của những người trẻ khi thực hiện Quê Tôi Thanh Hóa. Clip này là mình thì cũng là giới thiệu về quê hương Thanh Hóa mình cho các bạn được biết nhiều hơn. Không cùng sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, nhưng Thế Hùng và các bạn đều dành hết tâm huyết của mình để cho ra một sản phẩm có chất lượng và ý nghĩa. Hơn nửa tháng lặn lội ở nhiều vùng miền khác nhau, thời tiết thất thường, đường xá nhiều lúc trắc trở cũng không làm ekip thực hiện lùi bước. Khó khăn vất vả là thế, nhưng nếu không có tình cảm với mảnh đất, con người nơi đây thì khó có thể cho ra một sản phẩm ấn tượng. Khi thực hiện clip ấy, thì bọn mình đã được đi rất nhiều nơi ở Thanh Hóa, hầu như là tất cả các huyện để bọn mình đều đặt chân qua. Vì nói thật là tỉnh Thanh Hóa rất là đẹp, nhìn rất nhiều thăng long thắng cảnh. Trong khi đi làm clip thì thực sự là người dân rất là nhiệt tình giúp đỡ bọn mình. Mặc dù không biết là bọn mình làm về clip, mà chỉ cần biết là bọn cháu đến để xin quay vài thứ thì có người rất là nhiệt tình. Dù chỉ xuất hiện trên YouTube vài ngày, nhưng clip Quê Tôi Thanh Hóa đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và nhận được nhiều phản hồi. Với riêng những người bạn thực hiện clip, họ đã nhận được nhiều lời chúc và cảm ơn. Tình cảm ấy không chỉ đến từ những người con Thanh Hóa. Đó là một kỷ niệm mà các bạn không thể nào quên trong cuộc đời mình. Tình yêu dành cho xứ Thanh của các bạn thực sự đã lan tỏa đến cả 64 tỉnh thành trên cả nước. Các bạn làm clip thì rất cảm ơn các bạn vì đã nói lên người Thanh Hóa là những cái danh lam thắng cảnh, rồi những con người ở Thanh Hóa như thế thì rất cảm ơn các bạn. Và các bạn thì sẽ cố gắng là gửi làm thêm những clip mới khác về người Thanh Hóa. Mình rất là cảm động khi xem cái clip đấy, bởi vì mình nghĩ là xuất phát từ tình yêu thương quê hương của mình mà bạn ý làm nên cái clip đấy. Và qua clip thì mình thấy mình biết thêm về danh lam thắng cảnh cũng như là con người Thanh Hóa. Và nếu có cơ hội thì mình muốn đến đây để trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị nữa. Thế Hùng, Hoàng Quang là những đại diện về tình yêu quê hương đất nước của người Việt trẻ. Họ đang dần chứng minh rằng tình yêu, trách nhiệm và ý thức không chỉ với quê hương Thanh Hóa nói riêng mà còn đối với Việt Nam nói chung. Và tình yêu ấy đang và mãi còn lan tỏa.